Tháo đô lại về được một ít em đồng hồ hợp lý cho các bác nhé, toàn những dòng em cây đó, rất là đẹp, nhiều chủng loại mẫu mã. Đấy, thì cũng nói luôn các bác là em thì cũng mới làm đồng hồ, luôn luôn phải nhắc như vậy. Đấy, cho nên là đấy, cứ về như này là bán luôn cho các bác thôi. Đấy, nhất là các bác làm mà thợ thuyền thì qua mà ôm luôn thì càng tốt. Đấy, em sẽ đi giá rổ thì cái lô này nó rơi vào khoảng tầm độ 27 đến hơn 30 triệu một chút các bác nhé. Đấy, giá dao động khoảng đấy, toàn những em tầm tiền thôi. Đấy. Đấy. Em này nhìn lạ này, em này lần đầu tiên em va này, nhìn rất là hay, nhìn nó có cái gì đấy nó khá là quý phái. Mặt nhìn nó mặt màu trắng này, nhìn nó nhìn nó gọi là hơi hơi có tí hiện đại, còn mặt vàng này nhìn thì nó cổ kính hơn. Nhìn chung là rất đẹp, mỗi con nó một kiểu. Đấy, bác nào qua thì alo cho em nhé, qua trực tiếp đi. Em mới về xong, toàn những em rất đẹp phục vụ các bác. Những em này thì các bác biết rồi, nếu mà chuyên về đồng hồ, những em này trên thị trường có những cái em tầm 4-50 triệu cơ, nhưng mà em mới làm thì em chỉ bán tầm đấy thôi, khoảng trên dưới 30 triệu một em. Ừ, cho nó giao lưu là chính. Em nào mặt cũng đẹp, mỗi em một vẻ. Số điện thoại của em là 098 369 8887 các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác.